Qua bên, qua bên. Người đâu? Điện dọc áo quay lậu. Rồi chân trước làm sao chéo chéo chân giùm anh chứ. Bây giờ đổ người ta chứ đi. Đó, đây. Ngã cái đầu qua đây chứ chưa? Ngã nào qua đây. Rồi xem một quanh. Các bạn biết tại sao? Anh cứ giao cái luôn nào. Đó, ngã 10 chị em. Đó, ok, chuẩn luôn. Quay quanh xíu xíu nào em. Thời trước đã tiến phô thề ghê vậy. Mặt tung đầu. Tích chồng nhậu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nghe quá mình. Nên ăn lối bước về sau. 3, 2, 3, bước à. Bước em. Cái gì anh nói trước. À, chụp xấu xíu nha, chụp đẹp quá. Chụp ơi đâu, không biết chụp xấu. Đang chụp ông đâu. Xạo chó, xạo chó. Móc cái gì? Móc cái gì? Tất cả đều bị bao dây. Giao nhà ai đẹp vậy? Mày nè, làm rớt hàng của dao rồi. Làm rớt hàng của dao rồi. Bố mình diện lâu lắm rồi đấy nhá. Chú rể chỉ biết cái chùi mồ hôi lên lại giờ. Bây giờ hiểu rằng là giờ chạy theo đứa nó đâu nóng bóp ra ngủ nãy. 1, 2, 3, yeah, go! Ok, good!
lại bạn cái nào này. Giống như mình đang không giống không có bạch quá. Thấy mình ta bạch bố quá rồi. Như nãy anh. Cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống chưa nhìn xuống dưới luôn. Chúng tôi giờ ngước mặt cao để cười ha ha. Quay cái sai mặt ông kia thấy không? Thấy mặt ông kia sai mặt quá hướng rẻ. Ok, từ đây anh kia mặt 2-3 tiếng quả nó sung thế thôi. Sai mặt quá cho rẻ. Nó ngoan dễ sợ luôn á. Sai mặt quá cho rẻ giờ. Sai mặt quá cho rẻ. Rồi anh kia 1-2-3 cái ngước cái mặt cao lên của dâu chú rể cuối cả cầm xuống. Rồi đúng rồi, sai cái mặt hướng mặt qua của dâu chú rể. Rồi cuối cầm nhìn xuống quá hả? Đúng rồi. Chú rể của dâu 1-2-3 ngước mặt cao. Đúng là chết luôn nè. Đúng rồi. Ok, cái này đẹp ha. Ok. Thấy không? Ok. Thấy không? Em biết ra cho thấy chú rể đang lừa mình. Ở dẹp dẹp đường cho đẹp ra đi bay. Đứng tại gia ta qua là kiếm đâu. Nhìn qua kia cái không cười luôn. Rồi dính nghe. Các bạn coi nhìn. Đó nhìn qua cái chú đẻ cái. Rồi, chú đẻ cái. Chú đẻ bằng. Rồi ok cười. Cây 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 cây
rồi. Người ta là cô giao sai mặt của anh chứ chứ. Cười cho đẻ đi. Cười. Đôi tóc vàng là đôi tóc hiền thoại. Đang cầm, để cái tay đấy không nhỉ? Tay đang cầm, cứ để đang cầm. Rồi, sáng vào, đổ người vào, đúng rồi. Ok, vẫn nghe chủ đề đổ người vào. Cô dâu đừng có hít chân như vậy, cô dâu. Trời, chứ hít chân thôi. Thấy gì nữa còn. Để không? Để không? Ghê 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 Đó cái là giờ anh ở đây nó lũ gì nè. Rồi ở cái ngã nào, cuối cầm xuống này. Rồi cô dâu cái tay nắm vô này, tay nắm vô. Rồi tay đặt xuống đùi của mình. Rồi nắm cái vô lên chạy xíu được đấy. Tay bẻ không, tay cô dâu cái luôn lẻ rồi. Nó ngã qua này, đúng rồi, ok, giữ ngay. Cười tươi. Cô tái thì cũng làm đó thôi chứ không đi đâu đâu. Rồi 1, 2, 3, 8.
sai mặt quá nữa. Chương chương chương. Ta thối chân chạy đâu đâu. Rẽ ngứa một cao trời nhắm mắt rồi cái luôn. Lên để hãy răng ra. Đó răng 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 nhìn thẳng vào băng mỏng mặt của dao kìa. Sáng vào nhà kia rồi sáng vào. Cười tới. Ngó cái tướng này hồi đi ra đường đâu dám nhận chủ mình đâu. Ok. Khoảng thiệt chứ. Ok,
cho anh chống một bay cũng được. Chống một bay. Đó. Đó, ok, đâu ngã đầu xin. Đúng rồi. Ok, cười tươi, cười tươi. Cái đúng không? Em bảo nhìn nhau, đúng rồi, cười tươi, dưỡng cái ngay, dưỡng cái, dưỡng cái, dưỡng cái. Tựa lưng không qua đây, đưa cái mặt qua đây. Cái này chiếu nó vẹn vẹn của người đâu một hai ba chiếu rồi lại nè đóng cái chai này nè đây mình đang uống rượu đó đi lên nghe nghe dưỡng nghe thanh niên đậu cay là tiếp tục chơi đâu quen bà nào đâu chơi coi chơi à một hai ba sai sai cũng được của cô giao rồi ok cô giao đổ để đổ vừa này nè rồi ok nhìn qua cô giao đổ tới đây chỉ cho thấy không phải cho tôi nhìn Đúng rồi, cái tay này gác bằng, đúng rồi, ok, giữ ngay, nhìn qua chỗ đấy cái. Đó giờ trừ nhiệm vụ của cô dâu là cô dâu nằm đó nằm như ẻn ương còn chú rể nằm như sau biển nằm xòe hai tay hai chân ra. Rất là cao đây. Cắm mùi. Trời ơi đẹp lạ luôn. Bye, have a great time. Cô dâu, lái cái tay bên kia chạy đấy. Thắp cái tài xuống, đúng rồi, ok, ngưng một cái lên,
đúng rồi, tôi để ôm vô, ngã người ra, cong người luôn, hát mấy tóc hết rồi sao? Đấy, cười tươi, đó. Để em, để em. Cô dâu nhìn qua tôi để lại cô dâu cái nào. Anh cho 1, 2, 3 cho là bước cái chân đó này. 1, 2, 3, bước. Bước, bước cái này. Rồi chú Rẻ ngồi chụm cái tay đi chú Rẻ, khẩu cần khẩu cần khẩu cần. Đúng rồi, ok, giữ nghe. Rồi, cô Giao cười tươi. Nhìn qua chú Rẻ, chú Rẻ nhìn qua cô Giao cái luôn. Cười tươi, cười tươi, cười tươi. Thả lỏng cái chân ra vô ơi, thả lỏng cái chân ra. Đưa lại cười tươi. Đúng rồi, ok, đúng rồi, nhắm mắt lại. Đưa lại cười tươi, đúng rồi, tươi tắt, mặt lại hư. Mặt lại, mặt lại, mặt lại, tươi tắt mặt tay đây, cười tươi. Rồi nhìn qua bên kia cái đó, nhìn qua kia cái đó, cười, 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 cười. Cô dâu ngã, cô dâu ngã đầu qua giúp chú Rẻ xíu. Đúng rồi, cười tươi, cười tươi, cô dâu ngứa mặt qua nhìn chú Rẻ cái nào. Nhìn qua, ngã đầu qua đây xíu vô, ngã đầu qua đây xíu nào, đúng rồi, cười tươi. Clip này nên rộng rãi nha.